Thì clip của ngày hôm nay mình sẽ mua quả trứng này và up nó lên level max, sẽ mua thêm những chiếc xe chở cuốn đi dạo như thế này. Mình sẽ tặng cho mọi người những cái gói. Gói này thì sao? Cái này nữa nè. Và cái này nữa. Hồi nãy là nữ rồi, còn đây là nam nha mọi người. Gói đặc vụ giết. Nhưng mà hiện tại mình đang có một cái vấn đề là mọi người biết gì không? Đây cho mấy bạn xem nè. Trời ơi, tôi không hiểu là bè Uni này đang làm cái gì luôn á. Mỗi lần thấy bẻ online game nè, bẻ đang ở nhà. Đây mình cho mấy bạn xem nè. Đó, thấy chưa? Hiện tại là mình đang tạo dáng hình tượng là ninja đó, hiệp sĩ trong tay có kiếm. Bây giờ là mình sẽ quay thử cho Uni xem nha. Không biết là Uni sau khi mình thấy cái hình dáng này của mình là sẽ như thế nào nữa. Rồi rồi, theo dõi bẻ này quay béo bở luôn. Đấy không mọi người, mình mới vô nhà của Uni này, bẻ ô ta. Bè Uni ơi. Ngươi là ai? Ngươi không thấy hay mà hỏi, còn ngươi là ai? Ta là con mèo. Gì vậy trời? Con mèo tiếng Anh là gì? Là cát. Vậy chúng ta sẽ có Ninja Cat. Đúng vậy, game Ninja Cat vừa cập nhật một tính năng mới, đó chính là câu cá. Mình không biết dưới này có những con cá gì nữa. Hình như là bóng bột. Nó cắn luôn kìa. Nó cái gì vậy trời? Giết tổ ông. Mình không tin là dưới này không có cá hiếm à, để mình câu lại. Rồi xong đứt dây luôn. Sau khi quá nhiều lần bị đứt dây, vì thế mình đã tìm ra một cách, đó chính là chúng ta đi nâng cấp dây câu từ level 1 tới level 71. Ừ đúng rồi, mày ngồi mày cắn đi. Ừ. Trời cái gì vậy? Cá hiếm thổi luôn à. Có lẽ nào đây là bóng nắp. Ý cắn rồi kìa. Ủa? Mỹ nhân ngư. Ông dám câu mỹ nhân ngư trước mặt tôi, ông muốn ngủ gầm cầu hả? Không, ý mới này là tính năng của game mẹ. Nhưng mà em thấy là mỹ nhân ngư xinh không? Cũng xinh thiệt. Nhưng mà xinh mày đúng không? Xinh. Rồi đây là anh trai em xem thêm cái này nữa. Đi con này. Đâu. Em biết chỗ này là chỗ nào không? Chỗ ghép bếp. Đúng vậy, thì trong game Ninja Cat cũng có chỗ ghép bếp luôn nha. Hy vọng nó lên. Rồi xong, thất bại rồi mọi người ơi. Nếu mày ra chiến đấu không có biết á, chắc chắn là mình sẽ thua mọi người thấy không? Biết bên kia nó quýnh tôi quá trời luôn. Namo nâng cấp thành công đi mẹ. Trời ơi, được biết XXR luôn. Giờ con biết của mình là quá trời mạnh. Nó đánh mấy con kia xỉu luôn rồi. Biết thôi thì chưa đủ, mấy bạn cũng có thể là thử độ nhân phẩm của mọi người bằng cách là mở rương kiếm những cái món đồ cực kỳ là hiếm. Thì ngồi những cái tính năng mới này ra vào ngày 7 tháng 12 tới ngày 26 tháng 12, điểm danh hàng ngày và tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận được những cái trang bị xịn và nhiều phần quà bất ngờ dành tới cho mọi người. Ninja Cat hiện tại đang có mặt trên CH Play và App Store. Nếu bạn nào mà muốn tải nhanh hơn thì có thể là bấm dưới đường link dưới phần mô tả của mình hoặc là bình luận game để tải nhé. Đồng thời là đánh giá 5 sao để nhà phát hành ra những cái tính năng mới hơn. Vậy là lát nữa anh sẽ vô game đó và câu thật nhiều mỹ nhân ngư, anh đem về nhà anh chân đây để anh ngắm. Ông nói gì, ông nói lại đi. Hả? Ông nói lại coi. Thì câu mỹ nhân ngư á, chạy. Đứng lại nha, không có dẫn mặt nha. Ok, chúng ta sẽ tới với clip chính của ngày hôm nay. Đi thôi. Hôm qua thì có nhiều bạn nói với mình là cái quả trứng này là mua bằng 300 kim cương. Thì cái này là mình biết rồi mọi người. Còn phía bên đây là quả trứng gâu gâu. Bây giờ mình sẽ bấm vô cho mấy bạn xem nè, mọi người thấy không? Nó chỉ có 36 kim cương thôi. Nhưng mà mấy bạn là phải cần nhân phẩm thiệt là cao. Nói chung là xác suất của nó ra rất là thấp, có 0.002% à. Hôm qua là mình có suy nghĩ như thế này nè, nếu mà mình không bỏ kim cương là mình sẽ bỏ 149.000 để mình mua cái quả trứng này. Nhưng mà bây giờ có một cách là chúng ta có thể là giảm được 50 kim cương. Mình đi làm nhiệm vụ ở ngoài plaza. Đi luôn. Đi. Cái nhiệm vụ thứ hai là mình mới được giảm giá 50 kim cương. Mang coupon giảm giá đến chỗ quản lý. Đấy không mọi người, sau khi mà chúng ta nhận nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ có một cái bảng như thế này. Đó, bây giờ là chúng ta sẽ được giảm 50 kim cương rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ lại chỗ cái ông NPC này, mình bấm vô dấu chấm hỏi. Là mình sẽ được giảm 50 kim cương, là chỉ còn 250 kim cương thôi, mình sẽ mua luôn. Wow. Trong những cái con cuốn này thì anh thích con nào nhất? Ở trong đây là nếu mà mình thích thì nha, là mình sẽ thích con này mọi người, con đen trắng nè, với lại là cái con băng đế nha. Hai con này là anh thích nhất không này? Tiếu này em sẽ ấm la cho anh ra được hai con đó luôn. Được thôi. Ủa con biết của em mà sao nó có cái gì màu xanh xanh mùi đằng sau vậy? Cái này là hiệu ứng em mua cho nó đó. Là được vĩnh viễn luôn hay sao? Đúng rồi. Ghê vậy, lát nữa anh sẽ mua luôn. Ê, bạn này cũng có nè, con màu vàng cũng đẹp ha. Bạn này còn giàu hơn anh nữa. Để giờ tôi ra tôi mở cho nó full cấp luôn, tôi bỏ 100 thói quen lên, tôi nâng cấp luôn. Ghê vậy. Wow. Không, cái này là những người mà làm YouTube về game cho mấy bạn xem là bắt buộc là phải như thế mọi người. Để cho mấy bạn xem trước, rồi sau này mấy bạn mà có quyết định gì đó là mấy bạn hãy từ từ làm cũng được. Rồi bỏ cái quả trứng này vô nha. Ủa xin xích ra. Đi up nó cho. Trời ơi, là mày mở xui rồi á. Không có tôi là không có ra đâu. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ăn nha. 50 tim nè. Ăn đi con ơi. Ăn mau trong lớn nha. Cái mặt của này nè. Rồi xong rồi. Lại là cái mặt đây mọi người. Hôm qua là cũng cái mặt này nè. Rồi bây giờ sẽ mở nha. Đây, khúc gây cắn nè. 1, 2, 3. Mở. Con gì đây, con gì đây? Rồi mọi người. Thôi luôn, Uni thúi. Đúng là thúi thiệt á trời. Ủa, nó dễ thương mà. Sao mở ra con đây? Không, mình mở ra cái này. Sao mà mình phải nuôi cho nó lớn nữa thì nó mới đổi màu. Lại nó đổi ra một con ngẫu nhiên à? Đúng rồi, bây giờ là nó chỉ mới nở ra thôi, nó chưa có màu đâu. À, là bây giờ nếu mà mình mở ra con này là con nào cũng như nhau hết. Đúng rồi. Nè, bây giờ anh nuôi thêm nó lớn lên nó mới đổi màu cho anh được. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra nha. Thì thường thường là những cái bạn nào mà hôm qua không biết à, khi mà update xong đúng không, là mấy bạn sẽ bấm vô trái tim này, rồi mấy bạn mua cái này. Cái này thì nó mắc không nha mọi người, như này là lỗ của mấy bạn á. Rồi bây giờ là mình sẽ bấm vô con bé của mình nha. Mình bấm nó
nó vô rồi mình sẽ bấm về chỗ thức ăn nhanh. Ở đây là mọi người thấy không, thuốc bổ thuốc cân, điểm kinh nghiệm là tăng 50 tim. Lại mình nghĩ là mọi người đừng nên mua cái này luôn, mà mấy bạn hãy bỏ thêm 10 kim cương nữa để mấy bạn lấy 200 điểm kinh nghiệm đó. Nhưng mà mình cũng không mua cái này luôn, tại bây giờ là mình muốn cho nó lên level tối đa là mình sẽ bỏ 60 kim cương ra để mình mua 700 kinh nghiệm. Rồi bây giờ mình sẽ mua nha. Đấy, ủa bây giờ cho nó ăn sao quý nỉ? Mình quay ra mình là mình xịn vô đúng không? Đúng rồi, cho nó ăn thôi. Thôi chịu rồi. Nè uống này thúi, ăn đi. Đó, 700 kinh nghiệm luôn. Wow. Ê, lên nữa kìa mọi người. Rồi rồi uống đi, nó. Ý gì? Ở chiều ấy, con xám xịt. Chưa chưa. Nè nè, uống đi cũng có một con. Uống đi cũng nè. Có luôn à. Ủa cái gì vậy ta? Ê bây giờ mình sẽ bấm vô. Ê nó chỉ mấy gì nè. Ủa bấm vô bạn này ký em. Ủa cái gì vậy? Uống đi mẹ và uống đi con. Ui, nó nhảy hip hop nè uống đi. Đúng rồi, nó nhảy hip hop. Nè. Ui. Chị ơi, con cuốn ô này thôi biết nhảy hip hop. Chính ấn vô người nó. Ấn vô người nó. Cái thứ hai á. À đây, thì hồi nãy là mình có nói với mọi người là mình thích hai cái con biết mà kiểu như đen trắng với lại là con băng đúng không? Nhưng mà mình suy nghĩ lại rồi, bây giờ mình sẽ up con này luôn. Mình sẽ nuôi con này luôn, 700 điểm, thêm một lần hai. Đó, cho nó bự nhất luôn mọi người. Nè, ô này thúi uống đi con, uống đi. Wow. Rồi xong, nó lớn rồi nha mọi người, đấy. Wow. Nó to. Ừ, nó to, nó to. Ê, nó có những cái tính năng mới này, ô này đứng yên nha. Sủa. Đó, thấy chưa, nó sủa Uni kìa, sủa đi. Ủa gì vậy? Sủa, Uni sủa. Sủa đi, Uni thúi sủa đi. Nè nè, cái tay á là nó sẽ đánh chun chun. Đó. À, con chun chun đánh Uni kìa mọi người. Nè, giờ Uni quýnh chun chun đi. Đó nè, đang quýnh nè. Chun chun phải đứng gần lại nó mới quýnh chun chun được. À, đúng gần rồi, đúng rồi. Con của em nó bự dữ vậy. Con của em nó chở em được nên nó bự á. À bây giờ nếu mà bây giờ anh ngồi lên đó là có khi là con của anh là sẽ bằng con của em đúng không? Đâu nè, em chèo xuống nó sẽ nhỏ đúng không? Ờ đâu đâu. Xong đâu. Rồi em leo lên là nó sẽ to. Đâu đâu ra. Bây giờ em tắt thử rồi. Nè em leo xuống là nó nhỏ xíu. À là hai con bằng nhau. Đúng rồi. Xong rồi em leo lên là nó tự to ra. À ok ok anh hiểu rồi, hiểu rồi. Bây giờ là mình sẽ nâng cấp tiếp nha. Hiện tại là mình thấy cái con của anh này á là nó có hiệu ứng, bây giờ mình sẽ cho nó hiệu ứng luôn. Hiệu ứng là cái thần dược làm đẹp đúng không? Đúng đúng đúng. Bây giờ mình sẽ bỏ ra 50 kim cương. Thì cái xu phí bên 150 này á, nếu mà mấy bạn không có kim cương á là bắt buộc là mấy bạn phải vô cửa hàng mấy bạn đóng góp bếp nha. Cái đó là cái gì Uni? À đưa bếp ra đảo. À đúng rồi, là mấy bạn phải bỏ những cái con bếp mà mấy bạn không cần tới á, đưa nó ra đảo. Hay cái đó bằng kim cương nha. Bây giờ nhưng mà mình không có cái đó, mình mua bằng kim cương luôn. Rồi cho nó uống nè. Gì? Chỉ thú cưng level tối đa. Rồi mẹ Uni báo tôi nữa rồi. Mình nuôi cho nó lên level tối đa đi. Kiểu gì mình cũng phải mua mà đúng không? Anh còn thiếu đâu đó là 150 điểm nữa. Mua thêm cái 30 kim cương nữa tốn tiền dữ vậy trời. Nè uống đi. Em đói rồi kìa. Nè uống đi. Đó, hiện tại là lên level max rồi nha. Thì thường thường là những cái con bếp level max là nó sẽ phát sáng nha mọi người. Bây giờ là cho nó uống thêm cái thần dược nữa. Mâm 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 mâm. Ui. Ủa? Ui cái băng vé nè uống đi. Ui. Trời ơi. Ừ. Con biết bán vé rồi, xong luôn. Rồi, anh có con bán vé. Uni thích con này. Rồi, thôi chịu rồi. Kìa, Uni là có cái cục gì màu tím tím nha. Uni là sao băng. Uni là giải ngân hay sao băng. Còn mình là tuyết nha, đúng với chủ đề mùa đông luôn. Wow. Bây giờ là lúc mọi người mong chờ nhất. Mình sẽ bỏ đâu đó là 100 thổ hoàng ra để mình mở cái tính năng là cưỡi biết nha mọi người. Mình sẽ làm chục bài cho mấy bạn xem thử là 100 thổ hoàng nó có xứng đáng cho cái tính năng cưỡi biết hay không. Đây, bây giờ mình sẽ bấm vô Uni thúi nè. Và mình sẽ bấm vô tính năng. Và mình sẽ bấm vô cái tính năng đang khó. Bấm vô. Hiện tại là mình đang thiếu thổ hoàng nha. Để mình xem thử tốc độ là 5, tốc là 8, độ dây tốc là 3.0. Thổ hoàng thì mình cũng đã chuẩn bị trước rồi. Đây, 45 thổ hoàng và 20 kim cương. Và một chiếc xe. Đó. Xe chở cuốn đi dạo nha. Mình mua màu nâu mọi người thay vì là màu đen. Rồi xong rồi Uni ơi, 100 thổ hoàng lại biết nhiêu tiền không? 300k. Ừ tầm đó mọi người. Trời ơi. Thôi lỡ không? Review cho mấy bạn mà phải là review cho tới luôn nha. 100 thổ hoàng. Mua. Wow. 2, 3. Bấm vô. Ui. Ui này. Đi thôi. Đúng không? Đi thôi. Tốc độ là 3.5 à. Là thấy cũng nhanh nha mọi người. Đối với là một cái tính năng cười biết là mình thấy cũng ok á. Nhưng mà 100 thổ hoàng thì nó sẽ hơi bị mắc á. Mình chở nó đi cũng được á chú. Ờ đúng rồi đúng rồi. Hồi nãy mua chiếc xe. Qua mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy xe ra mình chở thử. Giờ làm sao để chở nó Uni? Để anh này lấy chiếc xe ra đúng không? Ồ, xong rồi, mình ấn vô cái xe. Đâu em bỏ nó vô xe kè rốt thử coi. Nè. Ôi, ủa. Ôi chị ơi. Đây chở hai người à đúng không? Đúng. Đây chở thú cưng có thể. Ok. Giờ bấm nó vô nè. Đi thôi. Đó. Trời. Chị chở Uni thúi. Ừ chị chở Uni thúi.
Còn mà Uni thúi chở chung thúi. Ê nhưng mà chiếc xe này đẹp nha mọi người. Mình cho nó đi thuyền được luôn. Ôi, ủa, vậy là chọn, vậy là chọn mấy này đi thuyền được luôn à? Đúng đúng đúng. Đâu đâu bây giờ là mình sẽ chạy ra biển, mình bỏ chiếc thuyền của mình ra thử nha. Hiện tại là mình mới ra biển này, bây giờ mình sẽ lấy cái cano ra. Đấy, thuyền cao cấp. Giờ mình sẽ bấm nó vô này. Úi, ủa? Ý anh này cũng nè, chưa trả được 4 đứa luôn. Trả được 4 đứa kìa mọi người. Ủa, gì vui vậy? Thôi chịu ơi. Uni, nếu mà xe đi được đúng không? Thuyền cũng đi được. Vậy là bây giờ còn cái gì? Còn cái khinh khí cầu. Không biết là nó đu sao thế. Mình phải ẩm lên á. Đâu đâu. Ê, ủa nó, không nó, được. Ừ mấy con này thì khinh khí cầu không được. Vô lý đúng rồi, vô lý. Nó liếc anh kìa, nó kêu anh không cho nó lên. Đó, đại ca lên, đại ca ơi. Đại ca ngồi cái tướng thôi chịu ơi. Biết thì mình cũng đã có. Nâng cấp thì cũng đã full. Chức năng cửa là mình cũng đã mua. Bây giờ là mình sẽ tặng gói cho mọi người nha. Nên là mọi người hãy xem clip thiệt là kỳ đã biết cách tham gia mini game nè. Mình trẻ mini game của ngày hôm qua trước rồi mình sẽ tạo cái mới cho mọi người cùng chơi. Đây là clip của ngày hôm qua nha. Thì tên của mấy bạn này nó sẽ nằm trong cái vòng quay này. Bây giờ mình sẽ quay. Hôm nay là sẽ có một bạn. Rồi xong luôn. Bạn Nguyễn gì 56 nè mọi người. Bước 1 hoàn thành, bước 2 lại đi, bước 3 là gói mùa đông. Lại là chắc không được đâu. Đấy á, hiện tại là mình đã nạp cho bạn ấy thành công rồi nè. Thì ID là đúng như mọi người, ID là sẽ có tên luôn á. Nên là em hãy là vô thư kiểm tra nhé. Anh đã gửi cho em rồi. Tiếp đến là mini game của ngày hôm nay. Đầu tiên là bạn nữ đi. Là mình sẽ tặng cho những bạn ấy là cái gói này. Thì trong cái gói này là chúng ta sẽ có là 3 bộ khác nhau nha. Nên là muốn tham gia mini game thì mấy bạn hãy bình luận giúp mình là xanh hoặc đỏ hoặc là vàng. Rồi tiếp đến là dành cho những bạn nam. Đó chính là gói đặc vụ giết này. Nên là những ai mà muốn tham gia mini game thì đầu tiên là vào bấm like, đăng ký kênh, nhấn cái chuông. Bước thứ hai là bình luận tên. Bước thứ ba là mấy bạn hãy vô cài đặt nha. Rồi mấy bạn hãy sao chip ID lại, rồi mấy bạn hãy bình luận vô luôn. Bước thứ tư là mấy bạn hãy chọn giúp mình là một trong hai cái gói mà hồi nãy là mình đã tặng á. Rồi ngày mai là mình sẽ quay ra một bạn may mắn nhất, rồi mình sẽ trả keo. Còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ thì bye bye, hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Mãi yêu. Bye bye, hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Đâu ra trời. Chịu ơi.